Question 60. All listings, deposit receipts, and trust account records must be retained by a real estate broker for A. 2 years, B. 5 years, C. 10 years, D. None of the above. Correct answer is D. None of the above. Most records dealing with real estate brokerage must be kept for 3 years, except those relating to mortgage loan or securities brokerage, which must be held on to for 4 years. Câu 60. Tất cả giỏ hàng, biên lai đặt cọc và hồ sơ tài khoản ủy thác phải được người môi giới bất động sản lưu giữ trong A. 2 năm, B. 5 năm, C. 10 năm, D. Không có điều nào ở trên. Câu trả lời đúng là D. Không có điều nào ở trên. Hầu hết hồ sơ liên quan đến môi giới bất động sản phải được lưu giữ trong 3 năm, ngoại trừ những hồ sơ liên quan đến khoản vay thế chấp hoặc môi giới chứng khoán phải được lưu giữ trong 4 năm.